Hello hello, rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đã có mặt tại phường Bình Hòa thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán mở văn phòng công ty. Căn nhà này có diện tích là chiều ngang 8m và chiều sâu là 66m. Thổ cư có 200m rồi, hiện tại đang có 2 kiosk và 16 phòng trọ đang cho thuê. Đây là mặt tiền căn nhà này. Căn nhà này có con đường phía trước dòng tầm khoảng 15m và có hướng chính đông. Vị trí căn nhà này gần với cầu Ông Bố, gần với ngã tư 550. Từ nhà này di chuyển ra chợ chỉ tầm khoảng vài trăm mét thôi. Phía trước mình là con đường DT743 này, ngay chỗ Bách Hóa Xanh rồi nhá. Con đường chính này dẫn vào khu công nghiệp V-Ship 1, khu công nghiệp Việt Vương. Từ bên đây di chuyển sang khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 cũng rất là gần nha, gần với ngã tư 550 và Vincom 550. Căn nhà này mình có thể mua về, mình phá phòng trọ đi làm quán cà phê, sân vườn, quán ăn, nhà hàng, khách sạn, quán karaoke hoặc nhà nghỉ, rất là tuyệt vời. Ngang 8, sâu 66m. Vị trí mặt tiền đường rất là lý tưởng nha. Đường phía trước cực rộng luôn này. Hiện tại trời đang làm mưa nên xe cộ lưu thông cũng vãn bớt. Đường phía trước kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Quý vị nhìn thấy bên trái nhà mình này, bên trái là con đường rất là sầm uất này. Đây nha. Hôm nay em sẽ review cho quý vị một căn nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề, hiện đang ở và đang có 18 phòng trọ, đang cho thu nhập hàng tháng tầm khoảng 35 triệu. Đây là mặt tiền căn nhà em giới thiệu này, giữa hai cái cây này nhá. Diện tích của căn nhà này là chiều ngang 8m, chiều sâu là 66m, tổng diện tích là 500m². Căn nhà này hiện tại đang có 2 kiosk phía trước đang cho thuê và phía sau là 18 phòng trọ. Hiện tại chủ nhà bán đất tặng nhà trọ thôi nhá. Giá ở đây là rất là mềm, 500m² mà giá chỉ 16 tỷ rưỡi thôi. Đây là giá bán luôn nhá. Quý anh chị có nhu cầu đi xem, hẹn gặp em ở cầu Ông Bố giáp với quốc lộ 13. Em sẽ dẫn đi xem căn nhà này, hoặc quý vị có thể gặp em ở ngã tư 550. Từ vị trí căn nhà này di chuyển đi Thủ Đức rất là gần nha. Vị trí này gần với cầu Ông Bố thì mình di chuyển đi cầu vượt Bình Phước chỉ hết tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi. Thẳng quốc lộ 13 luôn nha. Từ nhà này di chuyển đi trung tâm quận Nhất như quận Nhất và sân bay Tân Sơn Nhất chỉ tầm khoảng 14-15 km thôi. Vị trí rất là thuận tiện, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Mặt tiền của căn nhà này rộng tầm khoảng 14-15m. Nhà này có hướng chính đông. Đây là vị trí mặt tiền căn nhà mình. Đường rất là rộng nha. Bây giờ em sẽ sang quay con đường phía trước cho quý vị mình xem. Mình sẽ sang nhà quay nhé. Xe lưu thông tấp nập. Quý chị có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, mua làm nhà hàng, mua làm xưởng thì căn nhà này rất là đẹp nhá. Ngang 8, sâu 66m. Mặt tiền rất là đẹp. Đây này, xe cộ lưu thông rất là nhiều. Để em qua đường cho quý vị xem. Rồi, sang tới nơi rồi. Đây là hai cái kiosk của căn nhà mình. Hiện tại hai kiosk này đang kinh doanh làm bên nail tóc, spa. Vị trí rất là đẹp nha. Phía trước là con đường người ta kinh doanh buôn bán này, rất là tấp nập. Quý vị có nhu cầu mua về làm quán ăn, quán nhậu, làm nhà hàng, làm gara, làm cửa hàng buôn bán được rất là nhiều loại nha. Phía trước nhà mình toàn kinh doanh buôn bán hết. Quý vị nhìn thấy này, tất cả đều kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Quý vị có nhu cầu đi xem thì alo cho em,
hẹn gặp em ở ngã tư cầu Ông Bố hoặc ngã tư 550. Alo cho em sẽ dẫn đi xem nhé. Hai kiosk này và phía sau nhà mình là 18 phòng trọ, hiện đang cho thuê kín luôn nha. Tổng thu nhập tầm khoảng 35 triệu trên một tháng. Giá bán của căn nhà này là 16 tỷ 500 triệu đồng. Chủ nhà bán đất tặng nhà nhé. Hiện tại 500m này đang có thổ cư là 200m rồi. Ở phía sau là phòng trọ này. Phòng trọ đang cho thuê kín hết. Đây là dãy trọ nhà mình này, hành lang rất là rộng nha. Hiện tại dãy trọ từ trên xuống dưới tổng là 18 phòng. Em xin được nhắc lại là vị trí căn nhà này nằm trên mặt tiền đường gần với cầu Ông Bố. Tổng diện tích là 500m², thổ cư 200m, nhà này có hướng chính đông. Mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đa ngành nghề. Mình có thể mua ở làm nhà xưởng, làm nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, cà phê, sân vườn đều được hết nhé. Hiện tại chỉ là phòng trọ thôi. Thì em sẽ ra ngoài quay để cho quý vị xem. Đường rất là sung nha. Con đường phía trước này, đường kinh doanh rất là rộng. Mặt tiền đường rộng tầm khoảng 12 đến 13 mét nhé. Quý anh chị có nhu cầu cứ liên hệ với em Sơn theo số điện thoại 0973 114 255. Alo cho em sẽ dẫn đi xem. Hiện tại trời đang muốn mưa nên hơi tối. Quý vị xem video nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị xem tham khảo nha. Đường rất là rộng này. Kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn. Vị trí này cách con đường DT743 chỉ tầm khoảng 100-150m thôi, ngay Bách Hóa Xanh này nhé. Từ đây ra Bách Hóa Xanh tầm khoảng 100m thôi. Quý vị có nhu cầu đi xem hãy alo cho em để em Sơn dẫn đi xem trực tiếp. Hiện tại nhà mặt tiền đường kinh doanh buôn bán rất là nhiều sản phẩm. Quý vị có nhu cầu liên hệ với em. Giá những mặt tiền từ 7 tỷ cho đến 20-30 tỷ nhé, đều có hết. Như căn nhà này giá chỉ có 16 tỷ 500 triệu đồng thôi. Đây là giá mong muốn bán của anh chủ nhà. Anh chủ nhà rất là muốn bán nên kêu giá bán luôn, không muốn thương lượng nhiều nhé. Quý vị có nhu cầu thật sự hãy alo với em để em dẫn đi xem. Đường rất là lớn, xe lưu thông tấp nập luôn nhé. Đây, ở đây là căn nhà mình, ngang 8m, sâu là 66m, tổng là 500m². Rồi, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.